Trạm dược liệu Trà Linh nằm trên núi Ngọc Linh, huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam, treo leo nơi đỉnh trời với độ cao trên 2.500 mét. Để có cây sâm giống cấp cho người dân, cán bộ nhân viên trạm dược liệu Trà Linh phải vất vả ngày đêm nơi núi cao rừng thẳm để chăm bẵm nâng niu từng chồi non. Nếu cây sâm này phát triển tốt thì từ khi mà ươm hạt cho đến 3 năm tuổi nó sẽ cho ra những hạt giống và chúng tôi lấy hạt giống đó ươm để phát triển diện rộng, nhân giống. Thì đây là cái gốc sâm mà chúng tôi đã nuôi trồng nó thì tuổi đời của củ này thì ít ra thì nó cũng được 16-17 năm và nó phát triển cực kỳ tốt. Tỉnh Quảng Nam đang tập trung bảo tồn nguồn gen gốc, tăng năng lực sản xuất sâm giống. Cây sâm giống dưới 1 năm tuổi được chăm sóc trong các nhà ươm. Chất lượng cây sâm giống Ngọc Linh càng được cải thiện qua từng năm. Cái cây con là khó khăn nhất, nó dễ bị sâu bệnh. Dễ bị sâu bệnh nếu mình không chăm sóc thường xuyên, không kiểm tra hàng ngày hàng giờ là bệnh xuất hiện rất là nhanh. Nên là mà công tác kỹ thuật chăm sóc là rất là kỹ lưỡng. Ông Trần Ngọc Bằng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam cho biết, mỗi năm trung tâm sản xuất gần 50.000 cây giống để cung ứng cho người dân và doanh nghiệp. Hàng ngàn hộ đã thoát nghèo, trở thành tỷ phú nhờ trồng loại dược liệu được mệnh danh là quốc bảo này. Việc mà cung ứng giống cho người dân á, thì Hội đồng dân tỉnh là có người quyết 41. Cung ứng cho người dân là hỗ trợ cho người dân là 80% cái giá trị cây giống, còn dân chỉ 20%. Thì chúng tôi hàng năm là theo cái chủ trương của tỉnh và ngồi cái cung ứng giống hỗ trợ cho dân phát triển sản xuất để mà phát triển kinh tế. Thì bên cạnh đó là cũng cung ứng theo chủ trương của tỉnh là cung ứng cho doanh nghiệp để phát triển cái vùng sâm trên này để tạo nên một cái vùng nguyên liệu để mà sản xuất hàng hóa theo cái hướng mình phát triển sau, chế biến sau về cái sản phẩm từ sâm Ngọc Linh. Tập trung bảo tồn giữ cái sâm Ngọc Linh về cái bảo tồn cái giống gốc của cái sâm Ngọc Linh, không được để cho lơi tạo các loại sâm khác, đồng thời là phải nghiên cứu mở rộng diện tích theo quy hoạch đã được duyệt, trong đó là ưu tiên là những người có kinh nghiệm trồng sâm và truyền đạt lại cho những cái hộ khác để người ta coi như trồng đầu tư nó bền vững hơn và chất lượng cây sâm nó được tốt hơn. Những hộ mà coi như là hiện nay còn nghèo là chính quyền địa phương ở đây phải tiếp tục hỗ trợ thông qua con giống, thông qua vật tư, thông qua các coi như là đất sản xuất mà để cho những hộ dân có đất để mà người ta trồng sâm. Chính vì vậy là người ta mới thoát nghèo. 27 triệu đây. 27 triệu này.